Ôi, gió quá nè. Luôn á. Nhanh đi má. Nói không tới rồi kìa. Rồi hết luôn, hết ra luôn. Thôi kệ đi, đưa coi, đưa coi. Ơi kỳ lắm. Ngon quá, bánh ngon quá. Quan trọng là bất ngờ. Chào mọi người. Cảm ơn mọi người đã đến dự sinh nhật của chồng tôi đông đủ như vậy. Tôi cảm ơn Hoa nha. Nhờ có Hoa đã tổ chức một buổi tiệc sinh nhật khá hoành tráng như vậy. Nhưng mà nhìn sơ thì đồ ăn còn thiếu ha. Hay là mọi người đi nhà hàng ăn đi. Tôi mời. Cô. Cô tìm ai? Con tớ là tìm con dâu của bác. À, cô tìm con dâu tôi hả? Bữa nay hai vợ chồng nó đi về bên ngoại rồi, chắc là ngày mai mới lên á. Cô có hẹn trước với nó không? Dạ nếu như mà hẹn trước á thì chắc gì chị ta đã chịu gặp con. Mà nó nói là con dâu của bác. Dạ thưa bác, con cũng là con dâu của bác nè. Cô có vô lộn nhà không? Nhà của chồng con làm sao con lộn được má. Con là vợ bé của anh Sơn. Chắc là anh Sơn chưa nói với má đó. Mà bây giờ cô muốn gì ở đây? Con hả? Con muốn gặp vợ của anh Sơn, nói chuyện cho thẳng mặt. Con muốn làm con dâu hợp pháp của má, bước vô cái nhà này một cách đàng hoàng nhất. Mà thôi, nếu chị ta không có nhà thì ngày mai con quay lại. Con về nha má. Cô đúng là loại đàn bà trơ trẽn, đi cướp chồng người khác, bây giờ không biết thân phận, còn lại nhà làm càng nữa hả? Tôi thấy nhục giùm cô đó. Ai nhục? Chỉ có chồng mà để chồng đi ngoại tình với người khác, chị mới là người nhục mới đúng. Đã vậy còn câm như hến nữa. Chồng của tôi tài giỏi, tiền nhiều thì con gái bu là chuyện bình thường. Nhưng mà anh ấy biết điểm dừng. Chỉ có những đứa ngốc nghếch như cô á mới lao vào thôi. Con gái mà không biết thân biết phận, không biết giữ gìn á thì không ai giữ giùm đâu. Đàn ông họ không có mất gì. Chị tâm lý quá. Tâm lý vãi cả ra. Chồng chỉ có tiền, ok đúng, nhưng mà còn tài giỏi hả? Chưa chắc rồi nha. Có tiền mà tài giỏi, chị mà chạy theo tôi như một con chó vậy đó, cung phụng tôi như một bà hoàng, thứ đó không có đáng. Vậy cô dành cho tôi làm gì? Tôi thích. Tính tôi ngộ lắm. Cái gì là của mình á thì chỉ muốn là của mình thôi, không có thích chia sẻ. Cho dù có đi giật về rồi đem đi dứt bỏ đi cũng vậy. Mà chị á, chị sống với một người đàn ông không có yêu mình, vậy mà chịu đựng được hả? À, hay là cũng vì tiền, đúng không? Tôi ở với anh ấy thì có gì á, thì người nóng ngắn như cô không bao giờ hiểu được con. Tôi cũng không ở không đâu mà. Giải thích cho cô nghe làm cái gì? Tôi không có ngu dại gì bỏ chồng của mình hết á. Cô có ngon, cô làm cho anh ấy bỏ tôi đi. Được, cô cứng lắm. Tôi sẽ làm cho anh ấy khiến mẹ con cô bước ra đường mà không một xu dính túi. Anh nghe hết rồi đúng không? Một đứa con gái như vậy thì anh có nên bỏ cả gia đình để đi theo không? Em mong là anh sẽ thông minh như những lời em đã nói. Ở đây. Anh Linh không đến mặt đó hả? Cô nên biết vị trí của mình đang ở đâu đi. Bây giờ còn làm lớn chuyện lên nữa, có bị điên không? Em làm vậy á,
Thì vậy em thương anh. Anh nói anh thương em á. Mà lúc nào em cũng xếp sau chị ta hết. Chị ta có điều gì hơn em hả? Ít ra là cô ta còn tôn trọng và tin tưởng tôi hơn cô. Còn cô thì sao? Xem ra những gì mình đã làm thì nói cho tôi đi.